Thuốc thì đấy này, thì trong cái này là hình có tờ hướng dẫn ở trong này rồi. Dạ. Em về em nhỏ theo cái tờ hướng dẫn ở bên trong này nha. Dạ. Ừ. Vì cái viêm tai này nó giờ điều trị là nhiều trường hợp là đi khắp nơi đấy. Dạ. Như thằng cu đi thì đi khắp nơi rồi chứ nữa. Dạ. Đi nhiều nơi lắm rồi đúng không? Dạ. Ừ. Đó, thì từ hôm nay thì cái giá nó tăng hơn trước nha. Dạ. Mà quan trọng là nó hiệu quả là ok thôi đúng không? Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 8 nó bắt đầu nha. Dứt điểm. Ừ, em nói dứt điểm. Chỉ có là sau này ví dụ nó có chớm sổ mũi hay cái gì á thì em rửa mũi cho nó, hoặc là phải dùng cái này để nhỏ phong cái mũi trước luôn. Nếu như mà thấy sổ mũi em đừng có để sổ mũi kéo dài hàng tuần như là nó lại bị lên tai đó nè nha. Đấy, em dùng cái này em nhỏ phòng luôn được cái mùi của nó đấy nha. Dạ. Ừ. Rồi ok, ra đó rồi, thanh toán ở ngoài kia. Dạ. Nha. Rồi bye em nha.